Rồi, hello, xin chào cả nhà. Đây, hôm nay mình có gia nhập vài em số đẹp. Em bên này thì để hôm nào mình view sau. Đó, còn cái này mới sốc đây. Đó, sốc đây. Majin Attila. Đó, Attila đít bầu mà bây giờ là nó chuyển số này, giờ không biết tính sao đây. 52B32345 sẵn. Bây giờ chiếc xe này không biết bán sao mà không biết làm sao đây. Đó, anh em nào cứ vô thì coi được giá thì mình để lại, tính dọn làm không biết dọn kiểu gì đây. Đó, Attila 2345. Đó, luôn tiền thì mình ké chiếc xe này luôn đây. Đó, cái này là VA. Đó, cái xe này thì mình phun mới nguyên con biển số chính chủ. Đó, nó đẹp không? Đây, Attila thì khỏi phải coi này, còn cái xác không này. Đó, Attila thì cũng có gì phải suy nghĩ nhỉ. Cho mình ké cái VA này miếng này. Đó, cái VA này thì phun nguyên con mới rồi. Để bữa nào mình làm mình clip chiếc VR này sau, chi tiết sau. Rồi, Attila. Rồi, Attila, anh em nào có thích mua về chế cháo mà đồ cà phê dancer này kia, chế cháo cho đẹp thì đi. Đó, bán 20 triệu. Đó, anh em nào có mến biển số này thì vô ngay 20 triệu nha. Rồi. Đó. Anh em nào có được chơi thì chốt. Xe này khỏi coi, mua về nói chung là làm nguyên con mới, biển số cho đẹp thôi đi. Rồi, cảm ơn anh em.